Ở vòng hạ màn Bundesliga, Leverkusen đã giành được chiến thắng 2-1 trước Augsburg. Như thường thấy, đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso đã thi đấu áp đảo, vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 với các pha lập công của Victor Boniface và Robert Andrich. Sang hiệp 2, đội chủ sân Bayer Arena đã thong dong và để cho đối thủ gỡ lại một bàn. Leverkusen thực tế đã chính thức xoán ngôi của Bayern Munich sớm trước 5 vòng đấu. Tuy nhiên, họ vẫn thi đấu rất chuyên nghiệp và quyết tâm để hoàn thành mùa giải với thành tích bất bại. Sau 34 trận, các học trò của Alonso thắng 28 và hòa 6. Như vậy, Leverkusen đã trở thành đội bóng thứ 17 trong lịch sử hoàn thành mùa giải bất bại trong 7 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nếu xét về điểm số, Leverkusen có thành tích tốt thứ 5 trong danh sách, trung bình kiếm được 2,64 điểm mỗi trận. Không chỉ bất bại tại Bundesliga, Leverkusen còn chưa biết đến mùi thất bại ở các đấu trường khác ở mùa giải năm nay. Tính ra, họ đã bất bại 51 trận kể từ đầu mùa giải, một kỷ lục chưa từng có ở châu Âu. Có mục tiêu 2 trận chung kết để khép lại mùa giải bất bại năm nay, đó là chung kết Europa League với Atalanta vào ngày 23 tháng 5 và Cúp Quốc gia Đức với Kaiserslautern vào ngày 26 tháng 5. Vòng hạ màn Bundesliga đã có bất ngờ khi Bayern Munich thua Hoffenheim 2-4. Thất bại này khiến cho đội bóng xứ Bavaria mất vị trí thứ hai vào tay của Stuttgart. Hùng Sám sẽ chia tay huấn luyện viên Thomas Tuchel sau trận đấu này. Và nhiều khả năng người thay thế cho huấn luyện viên người Đức sẽ là Roberto De Zerbi, huấn luyện viên vừa tuyên bố rời Brighton. Những ngày gần đây, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin huấn luyện viên Xavi Hernandez sắp bị Barca sa thải. Nguyên nhân bắt đầu từ việc chiến lược gia người Tây Ban Nha chê tình hình tài chính của Barca. Và những lời phát biểu này đã khiến cho chủ tịch João Laporta rất tức giận. Vào đêm nay, ở vòng 37 La Liga, Barca sẽ tiếp đón Rayo Vallecano. Trong buổi họp báo trước trận, Xavi đã đập tan những tin đồn bị Barca sa thải khi khẳng định vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng. Đội bóng vẫn hoàn toàn đặt niềm tin vào tôi. Tôi biết về những tin đồn trong những ngày gần đây, nhưng tôi không mấy quan tâm. Khoảng 3 tuần trước, tôi đã thống nhất với ban lãnh đạo Barca rằng tôi sẽ ở lại. Quyết định sẽ không thay đổi. Nếu có bất cứ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Còn giờ, tôi không thể cung cấp thêm thông tin nữa. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn trong cuộc đọ sức với Rayo Vallecano. Chúng tôi vẫn đang thực hiện những kế hoạch đề ra. Đội hình của Barca vô cùng chất lượng và chúng tôi sẽ cố gắng giành danh hiệu ở mùa giải tới. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng Barca vẫn luôn là câu lạc bộ của đời tôi. Đêm ngày 18 tháng 5, Marco Reus có lần cuối cùng ra sân tại Signal Iduna Park trong chiến thắng 4-0 của Dortmund trước Darmstadt. Sau 12 năm công hiến, Marco Reus sẽ nói lời chia tay với Dortmund. Ngôi sao sinh năm 1989 chưa tiết lộ dự định trong tương lai. Có thể anh sẽ tìm kiếm một bến đỗ khác để được ra sân thường xuyên hơn. Reus nhận hòa và kỷ niệm trường nhờ những đóng góp sau hơn một thập kỷ cho Dortmund. Anh được coi là biểu tượng cho lòng trung thành, điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Trong ngày chia tay các cổ động viên của Dortmund, Reus đã tỏa sáng với một siêu phẩm sút phạt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund ở phút 38. Sau khi lập công, thủ quân 35 tuổi được đồng đội cõng lên vai và tri ân đầy cảm xúc. Chung cuộc, Dortmund thắng Darmstadt 4-0. Ba bàn còn lại được ghi bởi Jan Maarten, Julian Brandt và Daniel Malens. Reus đã chơi 427 trận, ghi được 170 bàn nhưng không thể vô địch Bundesliga trong 12 năm chơi bóng cho Dortmund. Ngày 2 tháng 6, ngôi sao người Đức sẽ có cơ hội giành được chức vô địch UEFA Champions League. Trước vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa 2023-2024, một đoạn video xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh các nhân viên Arsenal đang tập dượt cho buổi trao cúp. Đại diện thành London giăng các biểu ngữ nhà vô địch Premier League trên khắp sân, trong khi một số sân khấu có logo Premier League được dựng lên ở vòng tròn trung tâm. Các thành viên của Arsenal bắt đầu tập dượt, họ bắt tay nhau, từng người bước lên sân khấu để nhận huy chương giả. Tất cả được dàn dựng y hệt kịch bản pháo thủ sẽ giành được chức vô địch của Premier League. Lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5, Arsenal sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà Emirates nếu giành được 3 điểm. Đồng thời Man City sẩy trần ở trận đấu cùng giờ gặp West Ham thì thầy trò Mikel Arteta sẽ chính thức đăng quang Premier League. Trên bảng xếp hạng, Arsenal có 86 điểm, còn Man City sở hữu 88 điểm. Về mặt lý thuyết, pháo thủ vẫn còn cơ hội vô địch dù khả năng là tương đối mong manh. Khả năng Man City mất điểm trên sân nhà Etihad được giới chuyên môn cho là rất thấp. Nhà đấu giá Bonham đã xác nhận hợp đồng Barcelona hứa ký với Lionel Messi, khanh 13 tuổi, được bán với giá 969.000 USD. Mức giá khởi điểm của chiếc khăn là 300.000 bảng, tương đương 381.000 USD. Đấu giá trực tuyến từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. Sau khi hết thời gian, Bonham thông báo đã có người mua lại với mức giá 762.400 bảng, tương đương 969.000 USD và khoảng 24,5 tỷ đồng. Khăn hình vuông, kích cỡ 16,5 x 16,5 cm và có thêm chữ viết bằng mực xanh.
chiếc khăn có chữ ký của cựu giám đốc thể thao Barca Carles Puig, cố vấn chuyển nhượng Josep Minguella và người đại diện của Messi Horacio Gazioli. Họ cùng ngồi ăn trưa tại một câu lạc bộ quần vợt ở Tây Ban Nha vào tháng 12 năm 2000 để thảo luận về tương lai của Messi. Và để không lọt mất tài năng khi đó 13 tuổi, Puig đã quyết định giao kèo với Gazioli ngay lập tức, nhưng không có sẵn giấy tờ ở đó. Vì thế, hợp đồng này được viết trên khăn ăn của một nhà hàng, nhưng vẫn có giá trị pháp lý. Sau đó, Barca mới soạn một hợp đồng hoàn chỉnh cho phía Messi ký. Bắt đầu 21 năm, anh gắn bó với câu lạc bộ này. Tham dự đấu trường danh giá UEFA Champions League, Aston Villa phải tăng cường lực lượng. Ở tuyến giữa, huấn luyện viên Unai Emery đã nhắm tới Conor Gallagher, cầu thủ có sẵn trên thị trường chuyển nhượng ở mùa năm này. Gallagher là trụ cột của Chelsea trong hai mùa giải gần đây, nhưng hợp đồng chỉ còn một năm. Cầu thủ này cố tình trì hoãn đàm phán gia hạn với Chelsea vì muốn tập trung thi đấu tại Euro 2024. Tuy nhiên, phía The Blue lại muốn sớm kiện toàn lực lượng cho Pochettino nên sẵn sàng bán đi tiền vệ người Anh nếu nhận về một lời đề nghị hợp lý. Gallagher là cầu thủ trụ cột nhưng thực tế không khó thay thế. Tuy nhiên, Aston Villa sẽ phải cạnh tranh với Tottenham và Newcastle. Trong thương vụ này, cầu thủ đang được Chelsea định giá 50 triệu bảng. Dù gia nhập sau, nhưng Aston Villa đã có lợi thế nhất định. Theo Sun Sport, Aston Villa và Chelsea có mối quan hệ tốt ở cấp độ hội đồng quản trị. Thứ hai, huấn luyện viên Emery ngoài tiền mặt có sẵn sàng các thêm John Duran để thuyết phục The Blue nhả Gallagher. Hơn nữa, tấm vé dự Champions League cũng giúp cho Aston Villa hấp dẫn Conor Gallagher hơn là Tottenham và Newcastle. Premier League vừa công bố Phil Foden được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2023-2024. Ngôi sao 23 tuổi đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác như Erling Haaland, Ollie Watkins, Declan Rice hay Cole Palmer để lần đầu tiên đoạt giải thưởng cá nhân danh giá này. Tại Premier League mùa giải năm nay, Phil Foden đã ghi được 17 bàn và có được 8 đường kiến tạo, giúp cho Man City tiến gần hơn tới chức vô địch thứ tư liên tiếp. Trên mọi đấu trường, tuyển thủ người Anh đóng góp 23 bàn, 11 đường kiến tạo. Đây là thành tích tốt nhất của Foden kể từ khi được Pep Guardiola đưa lên đội 1 vào năm 2017. Đáng chú ý, đây là năm thứ 5 liên tiếp các cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thuộc về phía Man City. 4 mùa giải trước đó thuộc về Kevin De Bruyne 2 lần, mùa 2019-2020 và 2021-2022, Ruben Dias ở mùa 2020-2021 và Erling Haaland ở mùa giải 2022-2023. Được Premier League vinh danh, Phil Foden cho biết: "Tôi vô cùng tự hào và đã giành được giải thưởng danh giá này. Premier League được công nhận là giải đấu vĩ đại nhất thế giới và thật vui khi tôi được đứng chung với nhiều cầu thủ vĩ đại khác." Gần đây, nhiều nguồn tin tiết lộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không gia hạn với câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại vào cuối mùa giải năm nay. Theo đó, tuyển thủ người Việt Nam có ý định xuất ngoại lần hai và sẽ sang Nhật Bản thi đấu. Nguồn tin mới nhất hé lộ câu lạc bộ Quang Hải sắp đầu quân tại xứ sở mặt trời mọc, nhiều khả năng sẽ là Kusadon Sapporo. Đây là đội bóng của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh từng khoác áo vào năm 2013. Ngoài ra, ngôi sao bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin cũng từng tạo ra được tên tuổi tại đội bóng này. Đáng chú ý, theo nguồn tin từ Dân Trí, nếu đồng ý chuyển sang Nhật Bản thi đấu, Quang Hải sẽ có thu nhập hàng tháng thấp hơn nhiều so với mức lương hiện tại ở Công an Hà Nội, 100 triệu đồng mỗi tháng. Dĩ nhiên, con số này không thể so sánh với Nguyễn Công Phượng tại câu lạc bộ Yokohama. Được biết, Kusadon Sapporo sẵn sàng ký hợp đồng 1,5 năm với Quang Hải. Môi trường tại J-League One được đánh giá là phù hợp hơn dành cho tiền vệ gốc Đông Anh nếu so sánh với Pháp và một số nước châu Âu khác. Ngôi sao nổi bật của bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công khi xuất ngoại đến Nhật Bản.